lộ trình tới tề
tay tiên giọt chén rượu đào nhất quần sơ dâng lên mê ngọc khắp ho dân hào là lời giúp quan hoàng người xưa à rồi giúp quan hoàng người xưa hội quần
hồi trẻ mà theo sau đất lý về quê hỏi cô tư tên rồi giữa ông người xin được trân trọng cảm ơn các văn nghệ sĩ của thôn Tượng Đạt và